U17 Indonesia bị loại ở vòng chung kết U17 châu Á khi Lào đi tiếp cả Indo hỗn loạn. U17 Indonesia tham dự vòng loại U17 châu Á với lực lượng là các cầu thủ mới vô địch U16 Đông Nam Á. Vì vậy, học lực cực kỳ tự tin sẽ có được chiến thắng trước các đội cùng với khu vực. Trước trận đấu với Malaysia ở lượt trận cuối cùng của vòng loại, báo chí Indo cũng đã tỏ ra hết sức tự tin với sức mạnh của đội nhà hiện tại. Thế nhưng Malaysia đã khiến cho Indo phải nhận một cái kết cực kỳ đắng mà không một khán giả nào dám nghĩ tới. Bước vào trận quyết đấu với Malaysia, Indo chỉ cần hòa để có ngôi nhất bảng B. Nhưng dù có lợi thế và được thi đấu tại sân nhà, nhưng Indonesia đã khiến cho cả nước đã phải ôm mặt vì tủi nhục. Cụ thể, ngay sau khi thi đấu ở lần thứ nhất, U17 Indonesia đã phải nhận tới 5 bàn thua. Các cầu thủ của Malaysia đã liên tiếp uy hiếp khung thành và đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới của đội chủ nhà. 5 bàn thắng được ghi do công của Jamu Makimi, cú đúp của Amari, phút thứ 19 và phút thứ 35, hai pha lập công đến từ vị trí của Ajat Mira và Dasit. Suốt thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, U17 Indo chỉ biết tấn công yếu ớt và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Áp lực tâm lý khiến cho đôi chân của các cầu thủ chủ nhà như là Đeo Trì dù Malaysia đã nới lỏng sức ép ở những phút cuối. Sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia thực hiện một số thay đổi người và cố gắng chơi điềm tĩnh hơn, từ từ gây sức ép lên hàng thủ của Malaysia. Ở phía bên kia, U17 Malaysia chơi thực dụng hơn, cách biệt 5 bàn, những chú hổ Mã Lai thì khá là thoải mái. Họ chủ yếu chơi đội và cố gắng phản công mọi lúc mọi nơi. Và phải đến phút bù giờ thứ 3, U17 Indo mới có bàn danh dự nhờ công của Kaka. Chiến thắng 5-1 của U17 Malaysia gây bất ngờ bởi đội bóng này tưởng chừng như là hết cơ hội đi tiếp sau trận hòa 1-1 trước Guam. Đội thua Indo với tỷ số là 0-14. Tuy nhiên sau đó, Malaysia đã thắng UAE 3-2 để níu kéo cơ hội trước khi hạ Indo ở trận đấu quyết đấu, qua đó giành vệ tham dự vòng chung kết. Trong khi đó, Indo thật sự rất thảm sau thất bại này khi mà đội bóng yếu nhất nhì là Lào hất cẳng một cách đầy nhục nhã. Cụ thể, thất bại này đã khiến cho Indo xếp nhì của bảng B, đồng thời hết cơ hội tham dự vòng chung kết U17 châu Á. Bởi đội bóng xứ vạn đảo thì chỉ đang đứng thứ 7 trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất, trong khi chỉ có 6 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vào vòng chung kết U17 châu Á 2023. Lẽ ra Indo đã có thể xếp ở vị trí thứ 6 và đi tiếp, nhưng mà U17 Lào đã khiến cho tất cả phải bất ngờ khi mà có chiến thắng đầy kịch tính sau đó và mất đi tấm vé cuối cùng của Indo. Ở cuộc đọ sức với Kyrgyzstan, U17 Lào thì dẫn trước 1-0 nhưng lại để cho đối phương gỡ hòa 1-1 vào một khoảng thời gian cuối trận. Khi mà trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa là hết phút bù giờ cuối cùng, U17 Lào được hưởng một quả phạt với vị trí đặt bóng trong vòng cấm địa của mình. Ai cũng nghĩ rằng vài giây sau khi mà có được một phát lên bóng, trọng tài sẽ còn thổi còi mãn cuộc. Với thành tích 3 điểm và hiệu số thắng bại là chủ hai, U17 Lào vừa vặn xếp vị trí thứ 6 và giành tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc. Trong khi đó, Indo đã cay đắng xếp ngay ở bên phía dưới Lào và đã bị loại khỏi giải đấu này. Bị loại một cách đã cay đắng, nhục nhã, người hâm mộ Indo đã không thể nào bình tĩnh. Nhưng mà không như người hâm mộ Thái, khán giả Indo lần này tấn công thẳng vào Liên đoàn bóng đá nước này, vị chủ tịch Idiawan. Không thể chấp nhận nổi một hệ thống bóng đá thối nát như vậy, PSSI nên giải thể, bóng đá Indo quá nhục nhã rồi. Một người hâm mộ là Ivan đã viết. U17 Indo từng vô địch Đông Nam Á nhờ may mắn và nhờ sự hỗ trợ mà thôi. Bóng đá Indo đã quá thối nát rồi, tôi sẽ không xem bóng đá Indo cho tới khi PSSI thay chủ tịch mới. Bạo loạn chết bao nhiêu người, thực lực thì không có nhưng lại thích thành tích. Ra đấu trường lớn thì bị cả Lào sỉ nhục, cả bóng đá Indo cần phải thanh trừng ngay lập tức, vị chủ tịch Idiawan đã chửi thẳng. Bên cạnh đó, có rất nhiều người và cũng như là nhiều lời chỉ trích đe dọa về chiếc ghế của ông Idiawan. Không chỉ là chửi thẳng mặt vị chủ tịch Idiawan, nhưng trước sự tức giận của người hâm mộ Indo, báo giới nước này như là đổ thêm dầu vào lửa. Nếu thua Malaysia là 2 năm, U17 Indo đã có một vé đoạt sự vòng chung kết giải châu Á. Trang Okejo đã viết, bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi mà đội nhà không thể ghi thêm một bàn gỡ, bởi điều đó xảy ra thì Indo sẽ xếp trên Lào, đứng thứ 6 trong danh sách các đội nhì, đồng nghĩa với việc là có tấm vé đi tiếp. Nếu thua với tỷ số là 2 năm thôi, U17 Indo đã đoạt vé đi tiếp, trong bối cảnh mà các đội đều phải cạnh tranh rất khốc liệt. Thế nhưng U17 Indo đã bị loại theo cách khó có thể hiểu nhất, rất cay đắng, bởi khi thi đấu với Malaysia, U17 Indo đã thua đậm với tỷ số là 1-5. U17 Indo phòng ngự yếu kém và để cho Malaysia dẫn tới 5 bàn ngay trong hiệp 1.
Ở hiệp 2, U17 Indo đã làm tất cả nhưng thật tiếc khi mà toàn đội thì chỉ lại có được một bàn gỡ. Trang này cũng đã đăng một bài viết khác. Vô địch AFF Cup, song U17 Indo lại không thể vượt qua vòng loại ở giải châu Á. Theo cây bút Virantica, thì lứa U17 Indo đã thi đấu rất tốt ở giải vô địch Đông Nam Á cách đây không lâu. Họ vượt qua các đối thủ cạnh tranh như là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam để vô địch giải đấu cấp khu vực. Thế nhưng tới vòng loại giải châu Á, U17 Indo lại thi đấu không tốt và phải nhận một hậu quả là bị loại, trong khi một số các đội ở Đông Nam Á thì đều giành được vé vào vòng chung kết. Trong khi đó, tờ Bola Time đã chỉ trích thậm tệ vị huấn luyện viên U17 Indo vì cho rằng huấn luyện viên này đã quá chủ quan trước Malaysia. Thất bại của Indo chỉ diễn ra ngay sau khi họ vừa vô địch U16 Đông Nam Á. Vì thế, tờ bolatime.com đã nghi ngờ khả năng đoàn quân của huấn luyện viên Bima đã phạm phải những sai lầm rất lớn, đó chính là sự chủ quan. Trước khi bước vào trận quyết định với U17 Malaysia, U17 Indo đã thắng như là trẻ tre, tiếp nối thành tích thất bại từ sau giải vô địch U16 Đông Nam Á và giữ ngôi đầu bảng B vòng loại U17 châu Á với thành tích khá là hoàn hảo, đã thắng Guam 14-0, UAE 3-2 và Palestine là 2-0. Ở trận đấu với Malaysia, U17 Indonesia rõ ràng đã nắm ưu thế nhiều hơn khi mà giữ ngôi đầu và chỉ cần một trận hòa. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Bima đã nhập cuộc khá là tệ và liên tiếp nhận bàn thua ngay trong hiệp 1 và hoàn toàn sụp đổ để rồi phải nhận một kết cục cực kỳ đắng. Phát biểu sau trận đấu, vị huấn luyện viên của Indonesia cho biết: "Tôi xin lỗi tất cả những người yêu bóng đá Indo vì kết quả không như mong muốn. Thật thất vọng và đau buồn, tôi đã nói với các cầu thủ để rút ra bài học và kinh nghiệm từ giải đấu này cho họ trong tương lai. Sự nghiệp của họ thì vẫn còn dài, đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một huấn luyện viên." Ông nói, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U17 Indo cho biết: "Các cầu thủ của chúng tôi đã bị suy sụp tinh thần vì để thủng lưới 5 bàn trong thời gian ngắn trước Malaysia. Theo Bima, tinh thần sa sút là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của toàn đội. Trước đó, các bàn thua đầu tiên, thứ hai và thứ ba đã ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ. Khi bàn thua đã đến bàn thứ ba, tâm lý của họ đã xuống thấp. Chúng tôi đã cố gắng cải thiện tâm lý cho họ, nhưng quả thực đây là một áp lực rất cao. Không biết vì lý do gì nhưng mà người hâm mộ Indonesia thua một năm Malaysia là một điều quá sức tưởng tượng. Rồi sau đó thì lại còn bị Lào hất cẳng nên họ không có cách nào mà chịu nổi. Cho nên dù có nói gì đi chăng nữa hay là giải thích gì trong thời điểm này cũng là vô nghĩa." Đó là một câu chuyện của Indo trở lại với đội tuyển U17 Đông Nam Á. Sau vòng loại này, cả khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Lào. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 2023 và 4 đội đứng đầu sẽ có suất tham dự U17 World Cup 2023. Mong tất cả đều có sự chuẩn bị tốt và có những trận đấu ấn tượng trong giải đấu vào năm sau.